Hello, mến chào anh chị em và con mình. Ngày hôm nay em cũng được một anh nhờ em giao lưu với anh em mình con xe cánh nén 70. Cánh nén 70 đã thiết kế lên đề ha. Và chút xíu nữa em sẽ mô tả chi tiết để anh em mình hiểu được cái dòng xe cánh nén 70 anh em Sài Gòn lên đề nó giá trị và nó đẳng cấp như thế nào. Ông anh ông bận quá anh không có thời gian, cho nên là anh nhờ em gửi xuống đây em để em giao lưu với anh em mình và cùng chia sẻ niềm đam mê với anh em mình. Cảm ơn anh em rất nhiều. Thì em vô phần chi tiết con xe cúp cánh nén 70, anh em gọi là Super Cúp 70 cũng cánh nén 70 cũng được, cánh nén mùa xuân năm ấy cũng không sao nha. Thì đây là một con xe cánh nén 70 đó, được anh em Sài Gòn phục dựng lại từ trong ra ngoài, và thiết kế thêm những cái món đồ chơi rồi những cái lốc xi mạ xi nhám ha, xi nhám theo cái phong cách mới, phong cách của anh em trẻ trung chơi và phải phong cách gọi là đi phượt nữa. Tại vì sao? Thì ông anh á, là ông lên phượt, lên xi lanh là lên nòng 85 để đi phượt dạo phố trên những cung đường, trên những cung đường với anh em, giao lưu với anh em. Cho nên là anh phục dựng lên con xe này. Đầu tiên thì em sẽ mô phỏng quay cho anh em mình xem chiêm ngưỡng nè, tác phẩm của anh em Sài Gòn làm nè. Đó, xi ha, xi nhám ha, rất là đẹp, rất là đẹp ha. Cổ thì cổ Titan Nguyễn Thành ha. Đó, cái thương hiệu Nguyễn Thành anh em mình hiểu hết rồi. Quá anh em mà chơi xe bô đồ ha, cái thương hiệu Nguyễn Thành này là quá ok rồi. Còn tất cả đồ phụ tùng trên xe đều là đồ riêng hết, anh đem đi xi lại ha, xi lại đó, xi lại. Và sơn là sơn, là sườn là sơn rất là đẹp ha. Anh em Sài Gòn phải nói là good cho em đỉnh, gọi là cái tôi của làng độ chế và phục dựng những con xe rất là ưng ý ha. Anh em Sài Gòn quá dữ. Nước sơn nhìn đã không, bóng người, nước sơn rất là mỏng à, nước keo rất là mỏng, rất là đẹp ha. Gấp đi đi gấp gấp rin sơn lại nhìn rất là đẹp đó, bô nè. Tuy rằng đi máy 90 ha, đó, 85 anh em gọi là 90 á, thì đi cái bộ này nó vẫn không vẫn êm nè, không có bị róc máy, không có gì hết, nó rất là đã ha. Còn đùm nè, đùm anh em đánh lên, đánh là y như si vậy, quá dữ luôn, đánh mà như si luôn đó. Ở nhà anh em Sài Gòn làm rất là dữ. Đó, phuộc nè, nói chung tất cả phụ tiền phụ kiện trên xe là rin hết. Có cái tai đèn sau nè, tai đèn Thái thôi đó. Còn tất cả đồ là rin hết. Bình xăng là đi bình xăng mới đó, bình xăng mới ha đó, gọi là bình xăng Thái đó, made in Sa Păng, bình xăng Thái anh em mình hay gọi là bình xăng Thái á, để chạy cục máy 90 này để đi xa, đi đường phượt nó, đi dạo phố với anh em cự ly khoảng độ là 4 tỉnh được, 4 tỉnh là Sài Gòn, Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương là ok hết ha. Nhưng mà hứng hứng là đi miền Tây vẫn ok luôn, riêng xe này đi phượt đi miền Tây là vẫn ok luôn. Gặp tay đèn, gặp đèn xi nhan, cùng đèn xi nhan ha. Đó, đèn trước xi nhan là rin nè, rin anh không có xi lại để mè vậy cho nó đẹp nè. Cặp kính rin, kính rin nè, anh tiễn rất là đẹp. Nói chung xe này anh dựng lên là tâm đắc của anh ha. Còn này anh em thường gọi là chơi chơi là cái máng nước
bán nước nuôi cá. Nhưng mà này Rin ha, Rin đồng hồ Rin rất đẹp, nước sơn hết ý luôn, hết sảy còn bảy luôn, được thiết kế qua cái đề từ đó, chuyển qua đề từ rất là êm ha. Về cái phần mà đề từ thì bữa kha sau em sẽ review chi tiết hơn nữa, kỹ hơn nữa về vấn đề đề từ. Còn anh em mình chơi xe thì cũng đã hiểu hết mấy dòng đề từ để vô xe đề từ ha. Yên 86 đó, yên 86 yên Rin, đi đường xa ngồi cho nó im cái mông ha, cho nó không bị tê mông ha. Đó, yên sao nè, yên thái là rất là mềm mại ha. Phục gấp nè. Trời, phải nói anh em Sài Gòn dọn một con xe đáng nể. Tem là tem nhôm đàng hoàng, tem nhôm như Rin, phải nói là đáng nể anh em Sài Gòn dọn xe thì thôi à. Hết nước chấm xi quá dữ luôn, cột máy để em nói im thì thầm tí xíu em review cho anh em mình xem. Còn cái bẩn là bẩn Rin, nó bẩn Rin, ảnh xăng cũng chắc cũng lâu lắm mới được cái bẩn này à. Bẩn này không phải chuyện đơn giản đâu, còn cái nén đề này mà ơi, cái nén 70 này mà nó cỡ này là quá dữ, nắp nè quá dữ. Anh đi đầu nòng 90-85 để đi phượt với anh em nè, này đi phượt đi cà phê cà pháo là hết bài, hết sảy con bảy luôn. Anh em hãy cúp là thấy này đi phượt là chịu không nổi đâu. Cặp trước nè, đùm đánh nè, đánh mà trong là đánh bóng, ngoài đánh nhám. Chúng anh em thiết kế và phối em nhìn thực tế là rất là đẹp, rất là ưng ý luôn. Em cũng thuộc cái dạng về là kỹ tính, mà ảnh là kỹ tính còn gấp bội hơn em, cho nên ảnh dọn rất là đẹp ha. Vỏ nè, nói chung là vỏ inu bi, vỏ bi-ton, đó vỏ bi-ton luôn nè, quá dữ bi-ton. Vỏ sau inu dọn nói chung là tỉ mỉ từng chi tiết. Đó, giờ em test cái đề từ cho anh em mình nghe ha, như xe tay ga im ru ru. Máy 70 rất là đẹp, rất là êm ha. Đó, giờ em quay vòng cho anh em xem ha. Đó, rất là phê, rất là đẹp. Về là em chịu không nổi, em vệ sinh chưa kịp vệ sinh, chưa kịp rửa luôn, em review luôn đang còn dơ nè. Bụi nè, quá đẹp, nhìn rất là đã ha. Đành lòng không nổi nên phải review liền ngay lập tức, rất là đẹp. Không nổi luôn, quá dữ. Đây, còn đây là cái bộ hồ sơ cầm tay cho anh em mình ha, hồ sơ cầm tay. Bị cọ vô nè nên ra nó hơi nghe, anh em mình nghe ten ten nãy á, bị cọ vô chút em về thiết kế lại, nó bị rung nó cọ vô. Đèn xi nhan đầy đủ, đèn nhà xi nhan đầy đủ rồi. Nó ồn quá em tắt máy. Đó, anh em mình mà có nhu cầu giao lưu, có nhu cầu mà sở hữu những con xe này thì vui lòng liên hệ qua số điện thoại của em là 0979 396 007 ha. Riêng xe này là hồ sơ đang cầm tay rồi, giờ đang đợi một cái bản giấy tờ gốc nữa thôi, là sẽ thay thế cho cái tờ giấy xuất xưởng cho anh em mình, để anh em mình về anh em mình nhập ha. Rồi, cảm ơn anh chị em và con mình rất nhiều. Mình chúc anh chị em và con mình sức khỏe, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Và hẹn gặp lại anh chị em và con mình những video sau.